Chào các bạn nhé, mình sẽ cập nhật nhanh mấy con máy cho các bạn mua đây. Thì đầu tiên có bạn hỏi mình cái sản phẩm 12 mini màu xanh, thì đây, ở đây Nhật Nam vẫn còn cái sản phẩm 12 mini màu xanh. Đây là màu xanh ngọc, khá là tươi, chuẩn chỉ ok, và 12 mini thì nó là cái dòng màn hình nhỏ 5,4 inch thôi, nhưng mà khá là chất lượng các bạn nhé. Nói chung dòng 12 thì nó cũng tương đối là gần. Và con này nhỏ gọn xinh xắn, sử dụng được sim vật lý và cả e-sim cho nên là thoải mái. Màn hình thì là màn tai thỏ mượt mà chuẩn chất. Và đây là một chiếc máy zin chính hãng của nhà táo. Bên mình bán ra thì cam kết là chỉ bán hàng zin, bảo hành tới 6 tháng và lỗi là đổi không sửa chữa, như vậy quá yên tâm. Và dĩ nhiên rồi, một điều hết sức là quan trọng, bên mình bán là báo giá máy không, không tặng phụ kiện và không bao ship các bạn nhé. Ngày hôm nay iPhone 12 mini thì mình quyết định giảm giá cho các bạn với cái giá là 7,6 triệu. Giá này là cái mức giảm gọi là cao nhất rồi các bạn nhé. Ai kết thì chúng ta mua được rồi, không cần phải lăn tăn và chờ đợi nữa đâu, bởi vì mình giảm xong rồi là không giảm nữa, sẽ như thế là bán đến hết. 7,6 triệu các bạn nhé. Chúng ta có màu xanh ngọc và bên cạnh đó thì chúng ta có cả màu đỏ đây, có cả màu đỏ đây. Nói chung là đẹp zin chuẩn chỉ. 12 mini lần này thì nó khá đẹp, nhỏ gọn xinh xắn, siêu máy phụ các bạn ạ, 5,4 inch cực chất các bạn nhé. Và chắc chắn rồi, nó là hàng chuẩn chỉ chính hãng của nhà táo và là hàng chuẩn quốc tế, ngon lành. 2 camera, 2 sim, có thể dùng được sim vật lý và e sim, quá là chất, bảo hành cho các bạn 6 tháng, máy trần không phụ kiện là 7,6 triệu. Ngày hôm nay mức giá khá là ok các bạn nhé. Tiếp theo là về cái sản phẩm iPhone XS các bạn ạ. XS thì đầu tiên có 256GB màu gold, máy zin chuẩn chỉ ok, màu gold đẹp, ngon lành, cành đào và đã được thay pin trâu, pin dung lượng cao 100% và giá bán là 6,5 triệu. Hôm nay thì màu trắng mình bán rồi, ở đây mình chỉ còn màu gold. Còn XS thì màn hình của nó chỉ có 5,8 inch thôi các bạn nhé. 5,8 inch. Máy nhỏ gọn, chuẩn và xài ngon. Bên cạnh cái bộ nhớ 256GB 6,5 triệu thì chúng ta sẽ có bộ nhớ 64GB. Chỉ còn 5,9 triệu thôi. Và cũng là máy màu gold, xinh xắn, chuẩn chỉ, 5,8 inch. Chuẩn zin quốc tế, ngon lành. Không lỗi lầm dù là nhỏ nhất các bạn nhé. Khá là ok đấy các bạn, và giá bán là 5,9 triệu. Tiếp theo thì về sản phẩm XR thì Nhật Nam chỉ còn một cái duy nhất là màu đen thôi, 128GB. Còn duy nhất một cái màu đen 128GB. Ok, hôm nay bán lốt cho nó hết hàng, bán cho các bạn với giá 5,8 triệu. Về cái sản phẩm iPhone XR, màn hình của nó 6,1 inch, nó gần như là iPhone 11 thường. Tuy nhiên thì các bạn nhìn phát nhận ra ngay vì nó có một camera sau thôi. Con này thì cũng khá là chất, với pin trâu, màn hình tầm trung 6,1, chơi game khá là mượt và chuẩn. Hơn thế nữa, sản phẩm này cũng là chính hãng của nhà táo sản xuất và là hàng chuẩn zin quốc tế tại Di Độc Nhật Nam bán ra cho các bạn, bảo hành cho các bạn 6 tháng, giá máy trần không tặng phụ kiện ngày hôm nay là 5,8 triệu. Và còn một cái thôi các bạn nhé, ai kết chốt nhanh để tình trạng là nó hết thì lại nuối tiếc, vì hết rồi thì đôi khi lại khá lâu mới có hàng. Tiếp theo thì mình có một con iPhone 7 thường, 7 nhỏ, phiên bản 64GB màu đen. Trong cái đợt hàng đẹp keng, thanh lý pin mới sạc 450 lần. Nói chung là khá chất. Và ngày hôm nay chỉ còn đúng một cái thôi. Pin sạc 450 lần, còn nguyên sim 100%. Và iPhone 8 thường, 8 nhỏ này, phiên bản bộ nhớ chỉ có 64GB. Nhưng khá ngon, chuẩn chỉ ok các bạn nhé. Cam kết là máy zin chuẩn quốc tế và sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu lỗi. Giá bán ra chỉ có máy không, không có tặng phụ kiện, sẽ là 3,4 triệu. Con này thì là hàng tuyển chọn cho nên là giá hơi cao. Tuy nhiên thì cũng chỉ còn một cái thôi các bạn nhé. Tiếp theo cũng còn duy nhất một cái, và đây là con iPhone X, hay còn gọi là con iPhone 10 đời đầu. Màn hình nhỏ 5,8 inch thôi. Con iPhone X này là bộ nhớ 256. Bộ nhớ 256GB thì khá nhiều. Và tình trạng máy thì nguyên zin chuẩn chỉ 98-99% và đã được thay pin mới 100% cho yên tâm sử dụng bền lâu. Bán ra thì sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng cho yên chí. Giá máy trần không tặng phụ kiện sẽ là 5,5 triệu các bạn nhé. 5,5 triệu. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ có sản phẩm 13 Pro Max. Xin lỗi các bạn, mình nhầm á. Đây là sản phẩm 13 Pro. 13 Pro và giá bán là 17,500,000. Lý do tại sao 13 Pro màn hình nhỏ 6,1 mà giá lại cao thế? Bởi vì đây là những chiếc máy mới tồn kho thanh lý, pin mới sạc có 1-2 lần. Ở đây là màu xanh rêu các bạn nhé. Màu xanh rêu, xanh lá đấy, xanh lá thẫm đấy. Khá chất, màn hình 6,1, pin trâu, camera đẹp, máy chuẩn, mới tinh. Hàng tồn kho thanh lý bên Nhật nên là không có gì phải lăn tăn. Camera cực khủng, mà
máy thì cực chất rồi và bảo hành 6 tháng thì cực yên tâm. Giá là 17.500. Chúng ta sẽ có màu xanh lá thẫm, màu rêu đấy, và màu gold tươi sáng, màu gold khá là sang chảnh luôn, long lanh luôn. Và máy mới thì chả có gì phải nghĩ. Chuẩn chất ok, ngon lành cành đào, pin mới sạc vài lần. Còn nguyên si 100% cho các bạn nhé. iPhone 13 Pro có thể nói là cực phê, phê như con TT. Tiếp theo thì về cái sản phẩm SE 2020 thì ở đây hôm nay mình còn màu trắng 256GB. Phiên bản màu trắng 256GB là một cái màu có thể nói là bán khá chạy, và hôm nay thì không còn nhiều, nhưng còn một cái ở đây thôi. 256GB chuẩn zin quốc tế. Và iPhone SE 2020 thì sản xuất gần. Về ngoại hình thì các bạn nhìn thấy nó gần giống như iPhone 8 thường, 8 nhỏ thôi, 4.7 inch, nhưng táo của nó nằm giữa đây, các bạn cũng thấy này. 8 thường táo nằm trên đây. Và con này bộ nhớ khá là khủng, 256, và cấu hình cũng khá là mượt luôn. Bởi vì được trang bị tới chip A13 khá chất. Tốc độ của chip là ngang ngửa với lại con chip được trang bị trên 11 Pro Max nhé. Và sản phẩm này thì có thể nói là siêu máy phụ, bởi vì là sử dụng được cả SIM vật lý lẫn eSIM, rất là thuận tiện. Giá bán thì là 4.3 triệu đối với phiên bản cao nhất, phiên bản 256GB mình đang có. Về phiên bản 128GB thì hiện tại hôm nay là mình còn màu đen này. Còn màu đen thì mình bán là 4 triệu. Cũng là SE 2020, màn hình 4.7. Sang xịn mịn hơn iPhone 8 nhiều các bạn nhé. Tuy nhiên giá các bạn thấy đấy khá rẻ. Chỉ có là 4 triệu đối với phiên bản 128. Phiên bản 128 thì mình còn 3 cái màu đen. Tức là khá nhiều để các bạn mua nhé. Cứ thoải mái mua. Còn về phiên bản màu đỏ, phiên bản màu đỏ thì mình còn 128GB màu đỏ, cũng là giá 4 triệu này. Giá 4 triệu này. Và 256GB màu đỏ thì cũng là giá 4.3 triệu. Và hơn thế nữa thì bên mình vẫn còn một cái sản phẩm gọi là 64GB và màu đen, mình bán là 3.6 triệu các bạn nhé. 64GB màu đen đây. Ok các bạn nhé. Ai kết thì chúng ta liên hệ để chốt đơn luôn. Vì cũng gần hết rồi. Bán mấy ngày gần hết rồi các bạn ạ. Tiếp theo thì Nhật Nam sẽ có cái sản phẩm 11 Pro Max phiên bản bộ nhớ khá là nhiều, 512GB. Về cái phiên bản 512GB thì các bạn biết là lưu trữ cả một cái bầu trời dữ liệu cũng không thể nào mà đầy hết được. Các bạn cứ yên chí mà xài nhé. Con này thì máy zin nguyên, có ngoại hình đẹp khoảng 99%, ok. Màn hình to 6.5 inch và pin rất là trâu. Ngon, chuẩn. Hàng nguyên zin quốc tế và sẽ bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi. Giá máy trần không tặng kèm phụ kiện và không bao ship, sẽ có giá cho các bạn là 12.300. Thật sự là một mức giá ok, đáng để các bạn mua và sử dụng bền lâu các bạn nhé. Tiếp theo ở đây thì mình sẽ còn một cái sản phẩm gọi là iPhone 11 Pro. 11 Pro của chúng ta thì các bạn biết rồi đấy. Màn hình nhỏ gọn 5.8 như XS thôi, nhưng mà cao cấp hơn XS bởi vì nó có 3 camera sau. Cấu hình thì nó khỏe hơn, cấu hình ngang bằng với lại 11 Pro Max. Rất là chuẩn, và hơn thế nữa đây là một máy màu đen. Tình trạng pin lại là 100% thì giá có thể nói là 8.8 triệu, rất ok. Đáng để các bạn mua sử dụng bền lâu vì nó khá chất và khá yên tâm. Tiếp theo về 12 Pro. 12 Pro hôm nay thì còn một máy màu xám đen. Máy đẹp zin, ngoại hình 99%, ok chuẩn chỉ nhé. Hôm nay mình sẽ bán cho bạn với cái giá là 12.300. Màn hình 6.13 camera sau, 12 Pro khá chất nha các bạn. Màn hình tầm trung 6.1, chuẩn zin quốc tế, ngon lành cành đào. Giá bán là 12.300. Rồi tiếp theo nữa là 8 Plus các bạn ơi. 8 Plus phiên bản 64GB màu gold, cực chuẩn chỉ, ngon lành, khá là ok luôn. Zin chuẩn quốc tế, bảo hành cho các bạn 6 tháng. Có tình trạng là đẹp và pin còn tới 91%, khá là ok. Giá bán cho các bạn là 4.3 triệu, và mình còn một máy thôi các bạn nhé. Còn đúng một cái, cực kỳ là ngon nghẻ các bạn ạ. Rồi vừa rồi thì mình giới thiệu đến các bạn khá là nhiều những cái sản phẩm iPhone chuẩn chỉ ok, ngon lành cành đào. Bạn nào kết cái sản phẩm nào có thể liên hệ đến hotline của Nhật Nam để đặt cọc chốt đơn, hoặc là có thể mua online, ship code trên toàn quốc, và có thể mua trực tiếp tại shop di động Nhật Nam ở Tân Phú, Đồng Nai. Mình có shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Hai số hotline ở góc phải màn hình sẽ có luôn cả Zalo. Tuy nhiên mình khá bận nên không chụp ảnh qua Zalo cho bất cứ bạn nào, mong các bạn thông cảm. Chúng ta vui lòng đăng ký kênh, theo dõi kỹ một hoặc nhiều clip để chọn được cái sản phẩm ưng ý muốn mua, rồi liên hệ đến Nhật Nam để mua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.